Sau đây mình sẽ test độ sáng của thực tế ngoài đường nhé, của đèn Bicolet Mini GTD và đèn zin 35W. Tay gì đây? Đây là đèn đèn zin này, đèn zin 35W trên chóa của Huawei. Nhìn như này thôi nhưng mà thực tế là ngoài đường có vẻ rất ra gì đấy, khá là sáng nữa. Còn đây là đèn Bico Mini, các bạn có thể thấy là vượt trội hoàn toàn luôn. Con xe zin tới đó. Có một con xe đang tới đó, thì cái này nó sẽ là chống chói nhá. Rồi. Đường cắt này chống chói này, độ sáng vượt trội hoàn toàn này, công suất thì nhỏ hơn. Các bạn không lo yếu bình đâu ạ. Sạc zin cân tốt. Rồi. Đèn quay này, cả hai đều trên cùng một nguồn điện nhá, cùng trên một bình ắc quy. Các bạn có thể thấy là vừa trộn hoàn toàn luôn. Đường cắt có cái trong vật lý của người ta gọi là quang phổ màu xanh rất là đẹp. Tất nhiên không thể bằng mấy cái xe lông được, nhưng mà tất nhiên là mấy cái xe lông giá nó gấp gần 10 lần cơ mà. Mình xin nhắc lại nhá, giá của bên mình đang là 350.000 và tiền ship là 20.000 ạ. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Ship code toàn quốc. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.